Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ của Dung Hoàng. Thì ngày hôm nay em có lên sóng một sản phẩm, đó chính là một chiếc đồng hồ Omega, cũng là một chiếc đồng hồ sưu tầm đáng được sở hữu. Và trước mắt mọi người, em đang quay tổng thể chiếc hộp của chiếc Omega này. Đấy, một chiếc Omega rất là giá trị và còn nguyên hộp. Chiếc hộp Omega xưa này thì đã có những cái nét thời gian, do trong quá trình vận chuyển từ bên nước ngoài về mình thì có những cái bong chóc của lớp vỏ của chiếc hộp này, nhưng mà nó vẫn còn nguyên giá trị. Và ai mà sở hữu được những cái sản phẩm như thế này thì phải nói là rất là đáng được sưu tầm. Đấy. Logo móng ngựa biểu tượng của dòng đồng hồ Omega xưa. Đấy. Một chiếc hộp màu đỏ. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể của chiếc hộp này trước khi mà em bước vào miêu tả chi tiết tổng thể chiếc đồng hồ mà nằm ở bên trong của chiếc hộp xưa này. Đấy. Trước khi vào thì em có quay rất là cận cảnh từng chi tiết một để anh em cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng. Và sau đây em xin tiến hành mở chiếc hộp đồng hồ này. Một chiếc hộp rất là giá trị. Vâng, và sản phẩm trong chiếc hộp ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Omega Constellation chạy bộ máy tự động. Và đây là một chiếc càng gãy, mặt là mặt trắng. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể của chiếc đồng hồ này. Và phía bên trong hộp có cái dòng chữ Omega và những cái lớp chữ trong chiếc hộp rất là tinh tế. Và sản phẩm ngày hôm nay đó chính là một chiếc Omega Constellation, ở 5 dòng chữ, chạy bộ máy tự động. Đấy, anh em cùng chiêm ngưỡng. Chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1962. Đấy, rất là giá trị. Mặt trắng. Đấy, các cọc số là những cọc số cài đá đen với bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà. Đấy, em quay rất là chi tiết để các anh em cùng chiêm ngưỡng và cùng đánh giá sản phẩm ngày hôm nay. Khung vỏ của chiếc đồng hồ này thì làm đờ mi vàng. Đờ mi nghĩa là như thế nào ạ? Đờ mi nghĩa là có một tông màu vàng ở bên trên và có một tông màu trắng ở bên dưới. Tông màu trắng ở bên dưới thì được làm từ thép không gỉ, có một cái logo đài thiên văn đúc 14K. Và cái phần đờ mi vàng đó chính là một cái niềng vàng đúc 14K. Đấy, anh em cùng chiêm ngưỡng. Chiếc đồng hồ này thì có những cọc số cài đá đen rất là nổi bật. Cùng với đó là thiết kế trục tung hoành rất là cổ điển. Đấy. Chiếc đồng hồ này thì có đáy là đáy SS thì nó rất là bền ở cái khí hậu Việt Nam mình. Ở khí hậu Việt Nam mình là ở khí hậu nhiệt đới gió mùa nên là anh em đeo rất là hay ra mồ hôi. Và mỗi khi ra mồ hôi thì nếu mà những cái đồng hồ bọc vàng ấy thì nó hay bị phai và chóc những cái lớp vàng. Nhưng mà với những cái đáy mà theo không gỉ thì những cái mồ hôi và cái tác động của khí hậu của Việt Nam mình thì nó sẽ không làm bay, cũng không làm chóc những cái lớp theo không gỉ, nó chỉ nó rất là bền với thời gian. Chiếc đồng hồ này được kết hợp với một sợi dây da khâu tay đấy, màu nâu đen, cũng rất là tinh tế và cũng là một cái loại dây da tốt. Khóa zin có logo. Và tổng thể của chiếc đồng hồ này còn rất là đẹp, zin nguyên bản trừ dây anh em nhé. Và em xin tiến hành lấy chiếc đồng hồ này ra và quay cận cảnh từng góc cạnh để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng, cũng như là em sẽ xin tiến hành vào miêu tả cụ thể. Đấy. Trước mắt anh em
Đó nó chính là một chiếc đồng hồ Omega Continental càng gãy đấy, niềng vàng đúc 14K Goldfield, đáy là đáy SS, được sản xuất vào những năm 1962, và kính là kính zin có logo ở chính giữa trung tâm, có logo móng ngựa đấy, và mặt của nó là mặt trắng bắt sáng rất là tốt, có 5 dòng chữ, trong đó có biểu tượng móng ngựa, rồi đến logo Omega cũng như dòng automatic này, chronometer này, và phía dưới là có chữ Continental và có một ngôi sao. Đây là cái dòng đặc biệt và cũng như là cái thương hiệu Continental của Omega này thì tất cả các anh em cũng đều biết đến rồi đấy. Và tổng thể của chiếc đồng hồ này zin đẹp nguyên bản, trong đó bốn càng gãy của nó còn rất là mới bén cạnh. Ở bộ ba kim thì hoạt động rất là mượt mà, kim dây đang trôi anh em nhé. Đấy, em quay rất là cụ thể chi tiết từng góc cạnh để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng. Cái đời của chiếc Omega này thì ở các cọc số 3, 6, 9 và 12 là những cọc số bẹt. Đây là đời đầu của dòng Omega Continental. Đấy. Chiếc đồng hồ này thì có những cái nét đặc biệt, đó chính là trục tung hoành. Đấy, một cái trục tung hoành zin, anh em nhìn thấy rất là đã, rất là sắc sảo anh em nhé. Chơi những đồng hồ mà mặt zin là đã thích rồi anh em ạ, bởi vì là nó rất là bắt mắt và nó hút tầm mắt anh em mình khi mà xem giờ đấy, mà nhất là khi anh em mình ra ngoài ánh sáng tự nhiên thì những cái trải tia sớ zin nó làm rất là nghệ thuật anh em ạ. Chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy tự động chuẩn chronometer đấy, và cũng rất là tinh tế. Phía cọc số 6 giờ là có chữ Street Made đấy, rất là bén cạnh. Mặt của nó gần như là những người sở hữu trước thì rất là ít đeo và rất là ít khi sử dụng, và chiếc này thì em chưa động chạm bất cứ một cái gì cả. Về em chỉ lau dầu để nó chạy và hoạt động chính xác hơn. Từ những năm 1962 đến giờ thì bộ máy của nó cũng đã có nét thời gian và cũng phải lau dầu căn chỉnh lại thì để cho nó hoạt động chính xác hơn. Đấy. Còn ngoài ra là zin nguyên bản anh em nhé. Anh em mà chưa có những chiếc đồng hồ Omega càng gãy mà zin thì hãy nhanh tay sở hữu chiếc đồng hồ này. Đấy. Núm zin có logo Omega và đây là một cái núm bát giác. Ở phía đầu thì nó đã có những cái nét mòn của thời gian anh em ạ. Và phía đáy, vâng, phía đáy làm từ thép không gỉ, có logo Đài Thiên Văn, được làm từ vàng đúc 14. Chơi những chiếc mà đáy SS như thế này thì nó rất là bền với thời gian anh em nhé. Logo Đài Thiên Văn với 8 ngôi sao còn rất là bén cạnh. Trên cái Đài Thiên Văn thì có một cái vết xước nhẹ. Đồng hồ zin nên là em cũng không spa, cũng không làm lại gì cả để nó còn nguyên giá trị, bởi vì là bao năm rồi, từ những năm 1962 đến giờ thì anh em nói là họ giữ còn rất là đẹp. Con người còn có những cái vết xước thời gian nữa, là huống chi là một chiếc đồng hồ đúng không anh em. Đấy, và chiếc đồng hồ này phải nói là một chiếc đồng hồ rất là đáng được sưu tầm đấy anh em ạ. Và sợi dây khâu tay bằng dây da cá sấu cũng rất là bền. Và chiếc đồng hồ này thì đầu dây là đầu dây 18 và có khóa zin. Đấy. Đây là một cái khóa lucky của Omega xưa. Anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc khóa. Phải nói là vẫn còn cát, và nói chung là tổng thể
nó rất là đẹp và còn nguyên bản giá trị. Chiếc khóa này thì có sự nét thời gian bởi vì là nó là lắc kê mà anh em. Đấy. Một chiếc khóa zin kết hợp với một chiếc đồng hồ zin nguyên bản và còn nguyên hộp thì rất là đáng được sở hữu tại thời điểm này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy của chiếc đồng hồ này. Chiếc bộ máy này thì anh em nhìn tổng thể bên ngoài có cái gioăng vàng. Gioăng vàng là cái gioăng zin của chiếc đồng hồ này và chưa được thay thế. Ở Việt Nam mình thì có hay có những cái gioăng màu đen, đấy là những cái gioăng đã thay thế. Còn zin nguyên bản của nó là gioăng vàng. Đấy. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy Caliber 551. Đấy cũng là một cái dòng máy nổi tiếng của dòng Continental không lịch. Đấy. Thường là những chiếc đồng hồ Continental mà có lịch thì nó chạy với bộ máy 561 hoặc 564. Nhưng mà với chiếc này là chiếc không có lịch nên là nó chạy với bộ máy Caliber 551. Và nó có chiếc đồng hồ này thì có đời máy là khoảng 20.000 thì nó sản xuất vào những năm 1962. Đấy. Anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy vàng hồng zin nguyên bản còn rất là mới. Đấy. Bảo văng đang chạy rất là mượt mà. Đấy. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với 24 viên đá chân kính. Đấy. Tổng thể máy soi gương còn rất là mới và đẹp, hoạt động rất là chính xác. Em đã lau dầu căn chỉnh chiếc đồng hồ này rồi. Và anh em nào mà mua chỉ việc lên tay đấy. Và chiếc nắp đáy của chiếc đồng hồ này là có triện 167008. Đấy. Là cái đời máy. Bộ máy đang hoạt động rất là mượt mà. Và chiếc đồng hồ này có size mặt là size 34mm, cũng là size chuẩn vintage. Và anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể lại một lần nữa trước khi mà chốt mã sản phẩm này. Em đã miêu tả rất là cụ thể và cũng để gửi đến tất cả các anh em. Và các anh em cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa chiếc đồng hồ Omega Continental 5 dòng chữ, chạy bộ máy 551 chuẩn chronometer và có trục tung hoành rất là độc đáo và cổ điển, còn nguyên zin. Đấy, và rất là đáng được sưu tầm tại thời điểm hiện tại. Và hôm nay em đã diện kiến đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ phải nói là với gương mặt trắng đơn giản, tinh khôi và rất là cổ điển. Và anh em nào mà muốn chốt sản phẩm này thì nên cho em mã giá 36 triệu đồng. Đấy, một cái giá cũng rất là hợp lý cho một chiếc đồng hồ mà zin nguyên bản anh em nhé. Mặt zin, tất cả đều zin cả. Đấy, kể cả đến cái gioăng vàng còn zin nữa. Nên là anh em phải biết là cái độ zin nó như thế nào. Thế nên là anh em nào chưa có những chiếc Omega Continental trong bộ sưu tập của mình thì hãy nhanh tay sở hữu và để đeo được những chiếc đồng hồ mà còn giá trị như thế này. Đồng hồ zin bây giờ kiếm rất là khó anh em ạ. Với những chiếc siêu phẩm như thế này thì anh em không thể bỏ lỡ. Đấy. Và anh em hãy nhanh tay sở hữu mã sản phẩm này anh em nhé.
Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay, em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc điện thoại rất là giá trị mang thương hiệu Torino Lamborghini 88 Tauri. Và chiếc điện thoại này rất là giá trị bởi vì nó là một cái thương hiệu điện thoại rất là nổi tiếng đến từ nước Ý. Và một chiếc điện thoại này đập hộp full box 9 new và tình trạng mới còn hoàn hảo anh em ạ. Và trước mắt anh em quay cận cảnh một chiếc hộp. Đây là một cái hộp nó làm rất là tỉ mỉ anh em nhé. Cao và chứa đựng ở bên trong là một cái chiếc điện thoại rất là đẳng cấp và mang cái thương hiệu Lamborghini. Anh em thấy không? Cái logo con bò tót, biểu tượng đặc trưng của cái dòng Lamborghini này. Và cái thương hiệu Lamborghini này thì anh em cũng biết rồi, nó là một cái thương hiệu của một cái hãng xe nổi tiếng của thế giới. Và em xin tiến hành mở chiếc hộp này. Một chiếc hộp đấy, nó làm rất là tỉ mỉ. Và chiếc điện thoại này được gửi từ bên nước ngoài về nên là họ đóng và cũng như là bảo quản còn nguyên những cái giấy bóng bọc hộp còn rất là mới và gần như là hàng lai lưu mà, nên là chưa qua sử dụng anh em nhé. Chiếc điện thoại này giá hãng là 6.000 đô anh em ạ, là khoảng hơn 120 triệu tiền Việt Nam mình. Đấy, nó nguyên bản như thế này nhưng mà giá em giao lưu cũng rất là hợp lý để tất cả các anh em mua về sở hữu và cho biếu tặng anh em nhé. Đấy, và em xin tiến hành mở cái lớp ni lông của cái chiếc hộp Lamborghini này. Còn mới, anh em thấy không? Bóng loáng và nó là một cái chất liệu nhựa cao quý, có dòng chữ Torino Lamborghini. Đấy, và cái chiếc hộp cũng đã toát lên cái những cái sang trọng và một cái trong những cái thiết kế rất là tốn rất là nhiều công sức cũng như là tiền bạc để nghĩ ra những cái mẫu thiết kế. Chiếc hộp cũng đã rất là cầu kỳ rồi anh em ạ. Một chiếc hộp đấy có dòng chữ Torino Lamborghini, thương hiệu của điện thoại và cũng như là cái logo con bò tót đấy, rất là giá trị anh em nhé. Anh em thấy không, một cái thiết kế đấy nhìn như kiểu là một cái bô xả của cái thương hiệu xe Lamborghini. Nó làm rất là tỉ mỉ và thủ công. Nghĩ ra được cái thiết kế chiếc hộp này cũng đã là một cái công sức rất là cầu kỳ anh em ạ. Đấy, và từng góc cạnh và từng bề mặt nó làm, anh em thấy không, nó làm phay kiểu các khía ba giác anh em ạ. Đấy. Và anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc hộp Torino Lamborghini này. Và em xin tiến hành mở. Đấy. Bật lên. Đấy, anh em thấy không? Nó hay. Nó rất là hay anh em ạ. Và đây là một cái chiếc điện thoại mà em giới thiệu với các anh em ngày hôm nay. Chiếc điện thoại Torino Lamborghini 88 Tauri. Anh em thấy không? Nó còn line new, chưa qua sử dụng anh em nhé. Rất là giá trị và rất là lâu rồi em mới sưu tầm về được một chiếc điện thoại giá trị như thế này. Và chiếc hộp bên trong nó làm rất là cầu kỳ anh em ạ. Nhìn nó đẹp không ạ? Đúng là điện thoại đắt tiền. Và cái chiếc điện thoại này nó là một trong những cái chiếc điện thoại mà đắt top 5 thế giới anh em nhé. Giá hãng là 6.000 đô ấy anh em ạ. Và em đã sở hữu về được chiếc điện thoại 88 Tauri này. Anh em thấy không? Và một lát nữa em sẽ vào miêu tả chi tiết tổng thể những cái nét đẹp cũng như là những cái thiết kế tại sao nó lại đắt như thế với cái giá tiền là khoảng hơn 120 triệu tiền Việt Nam mình, với những cái thiết kế cũng như là cấu hình nó như thế nào. Đấy. Và bên trong chiếc hộp này có cái gì ạ? Đấy, là một bộ phụ kiện full box 9 new. Nó là một trong những phụ kiện đi kèm với máy. Và đầu tiên đó chính là một cái tai nghe
tai nghe zin chính hãng, tất cả những món phụ kiện này zin chính hãng của cái thương hiệu điện thoại này anh em nhé. Đấy, tai nghe cũng có cái logo bỏ tót biểu tượng của thương hiệu Lamborghini này. Đấy, anh em cùng chiêm ngưỡng và cùng xem cận cảnh những cái dây sạc hay là những cái tai nghe, nó đều khắc triện những cái dòng chữ Torino Lamborghini này. Đây là cái dây cáp sạc USB 3.0 anh em ạ. Đây có dòng chữ in trên cái dây cáp sạc này. Em quay từng cái phụ kiện để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng. Anh em nào mà mua chiếc điện thoại này mà cho biếu tặng rất là hợp lý anh em ạ. Và đây là một cái chiếc thẻ bảo hành của hãng anh em ạ. Từng món phụ kiện em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem giá trị chưa anh em. Điện thoại đắt tiền có khác, nó làm rất là cầu kỳ và thủ công. Đây là một cái khăn lau kính anh em nhé, lau cái kính của màn hình anh em ạ. Và đây là một cái củ sạc. Đấy, cái củ lắp vào cái củ sạc để mà mình dùng ở những cái ổ cắm cho nó tiện lợi. Đầy đủ phụ kiện line new, đập hộp. Và chiếc hộp của nó cũng rất là giá trị anh em ạ. Anh em thấy một cái thiết kế gần như là trên thị trường mình. Đấy, nó những cái hãng điện thoại hàng đầu thế giới nó cũng không làm ra được những cái chiếc hộp mà nó cầu kỳ đến như vậy. Chỉ có cái thương hiệu Lamborghini này nó mới đầu tư và nó gần như là để mà nó độc quyền cái thương hiệu Lamborghini này. Đấy. Và em xin tiến hành vào miêu tả cũng như là cho anh em xem những cái điểm đắt giá nhất trên chiếc Torino Lamborghini 88 Lowly này. Và vừa rồi anh em nhìn thấy đôi cánh của chiếc điện thoại này, nó là một trong những thiết kế ăn khách nhất. Chiếc điện thoại Torino Lamborghini 88 Touri này là một hãng điện thoại và phụ kiện của nước Ý và được giới thiệu lần đầu vào năm 2015. Và phía trên màn hình có loa thoại cùng camera trước 8 megapixel. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cạnh trái của chiếc Torino Lamborghini này. Một cái chiếc điện thoại còn mới, line new, full box. Anh em thấy cái nước vàng mạ của chiếc điện thoại này còn mới và đẹp không anh em? Em quay tận cận cảnh, nó không có một vết xước nào cả, bởi vì đây là một cái hàng line new anh em nhé. Cái cạnh trái của cái chiếc Torino Lamborghini này thì với phím nguồn cùng với logo chứng nhận khả năng tái hiện âm thanh rất là giá trị anh em nhé. Một chiếc điện thoại đắt tiền có khác, nó rất là giá trị anh em ạ. Anh em thấy nó những cái nét đẹp hiện hữu lên trên một chiếc điện thoại này. Đấy, từng những cái thiết kế này. Đấy. Và chiếc điện thoại này thì có cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Nó có màn hình 5 inch với độ phân giải Full HD. Sử dụng vi xử lý con chip Snapdragon 801 và 3GB RAM anh em nhé. Và có 64GB bộ nhớ trong. Máy cũng được trang bị bộ đôi camera trước và sau với độ phân giải lần lượt là phía sau là 20 megapixel và phía trước là 8 megapixel với đèn kép flash. Chiếc điện thoại này thì có viên pin dung lượng là 3400 mAh, chạy với hệ điều hành Android 4.4 KitKat và hỗ trợ 2 SIM và một thẻ nhớ. Và chiếc điện thoại này nó ra mắt từ những năm 2015 nên là đến bây giờ đã được 6 năm rồi mà kiếm được một chiếc đồng điện thoại còn line new full box như thế này rất là giá trị anh em nhé. Trên thế giới chỉ có 1947 chiếc và em đã về và sở hữu được một chiếc rất là giá trị anh em ạ. Anh em thấy không, một chiếc điện thoại
những cái khung vỏ của nó làm từ chất liệu khung vỏ giống như cái thương hiệu nổi tiếng đến từ hãng xe Lamborghini. Và anh em thấy trước cái mặt của chiếc điện thoại này đấy, nó có hai, nó giống như hình của một chiếc xe siêu xe Lamborghini. Và mặt sau anh em cùng chiêm ngưỡng đấy, một cái lớp da thuộc, và đây là một cái chất liệu da nó được làm thủ công cũng như là được lựa chọn rất là kỹ với những đường khâu tay. Nhìn anh em thấy không, nó rất là dày dặn và chắc chắn. Và cái phiên bản mạ vàng và một cái lớp da đen, da thuộc đen như này thì bán rất là chạy ở trên thị trường anh em ạ. Và sưu tầm về nó chơi nó cũng rất là giá trị, bởi vì là nó nhìn nó cổ điển và cũng như là một cái thiết kế có những điểm nhân nhá đen và vàng. Một cái trong những cái chiếc điện thoại rất là giá trị. Và điểm ăn khách nhất của chiếc điện thoại này, và nó cũng là một trong những cái thiết kế mà đáng đồng tiền và cũng như là nó đắt đến thế, đó chính là một trong những cái chiếc để mở những cái khe cắm sim cũng như là thẻ nhớ cũng như là sạc. Nó như một cái cánh cửa của một hãng siêu xe nhà Lamborghini. Hai bên là hai cánh khe sim cũng như là nhìn nó như hai cánh cửa của một chiếc siêu xe. Và một bên thì nó là hai khe sim. Đây là ở bên cạnh phải nó chứa hai khe sim anh em nhé. Rất là đơn giản thôi, anh em chỉ việc cạy ra, cạy nhẹ ra phát là anh em có thể lắp được cái sim. Và sim của chiếc điện thoại này dùng sim nano sim anh em nhé. Anh em thấy không, nhìn nó là một chiếc siêu xe mới đúng, mà đã hội tụ ở một chiếc điện thoại Torino Lamborghini này. Anh em thấy không, nhìn nó hầm hố không ạ? Và đây là một cái thiết kế nhìn kỹ càng nhìn càng đẹp anh em ạ. Ở phía đầu thì có một cái logo hình bò tót đấy, cũng như là những cái điểm nhấn vàng rất là đẹp. Em quay mặt trước mặt sau để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng một chiếc siêu xe mô phỏng bằng một chiếc điện thoại, hai sim, một thẻ nhớ và cấu hình rất là mạnh anh em ạ. Rất là đáng đồng tiền bát gạo để tất cả các anh em sở hữu và cũng như là chơi sưu tập một chiếc điện thoại Torino Lamborghini này. Và cũng không có nhiều trên thị trường đâu anh em ạ, mua phải đặt và gửi về từ bên nước ngoài về rất là khó anh em nhá. Một chiếc điện thoại đấy, nhìn hai cánh cửa nhìn nó rất là đã anh em ạ. Phải nói là những người đứng đầu và cũng như là những nhà thiết kế họ nghĩ ra được những cái thiết kế như này phải nói là quá là tuyệt vời anh em ạ. Và một trong những cái chiếc điện thoại đắt top 5 thế giới với giá chính hãng là 6.000 USD, và tiền Việt Nam mình thì nó khoảng hơn 120 triệu. Và chiếc điện thoại này là line new nên là em cũng chưa bật cấu hình để tất cả các anh em cùng xem, nhưng mà rất là dễ dùng bởi vì nó chạy Android. Và anh em cùng chiêm ngưỡng lại cái chiếc Torino Lamborghini này. Anh em nào mà yêu thích thì hãy nhanh tay gọi điện cũng như là chốt chiếc điện thoại này. Giá của em giao lưu cũng rất là hợp lý thôi, vừa phải để tất cả các anh em mua để sưu tầm cho tặng hay là mua để sử dụng. Và giá em giao lưu là 35 triệu đồng. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.